và mình là Kairon. Sao Xin có vẻ hơi yếu yếu vậy? Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình. Nếu mà bạn nào không biết á thì bọn mình đang quay cái video này vào lúc gọi là gần 4 giờ sáng nha mọi người ơi. Nhưng mà ngày tại vì ngày hôm nay á là mấy bạn cũng có thể biết được là bọn mình vừa mới gọi là lên chương trình Tâm Đầu Ý Hợp đúng không? Tập trước á là chúng ta có Phong Cận và Sammy, còn tập này á là chúng ta có Kairon và Simi nha bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào xem thử để coi là Kairon và Simi sẽ làm gì bên trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp nha. Sẽ có nhiều cái thú vị lắm á. Let's go. Và cặp đôi thứ hai đó chính là Thanh Quốc Trúc Đào. Thanh Quốc Trúc Đào. Hello Trúc Đào Thanh Quốc. Trời ơi, hôm nay mình khá là tư tỉnh mọi người, nhưng mà giờ mình không tư tỉnh lắm rồi. Tư tỉnh nha, còn hôm nay không tư tỉnh lắm. Thật ra là cái tên của bọn mình là Kairon với Simi là nó cũng gọi là hơi khó đọc với mấy bạn, với một số khán giả, cho nên là bọn mình sẽ phải gọi là giới thiệu bằng tên thật, đó chính là Thanh Quốc và Trúc Đào mọi người. Nghe nó không quen lắm nhưng mà vào chương trình thì nó phải thế thôi. Được chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Ý hợp 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 Rồi bây giờ các bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân mình ha. Giới thiệu ok. Dạ, đầu tiên thì cho em xin phép được gửi lời chào đến anh Đức Thịnh, chị Lâm Vĩ Dạ, bạn Lịch Trần, bạn Trâm Anh cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thanh Quốc và nghệ danh của em chính là Kairon ạ. Đó, xin nghe Kai chào giống như là gì ta, mấy người mà ở trên TV không? Kiểu giống như là... Thì, trong chương trình này Kai chào rất tự tin đó mọi người. Mình là chào giống như là mấy người mà ở trên TV á. Xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình, mình tên là Nguyễn Thanh Quốc. Đó, nghe nó kiểu như là giống mấy người trên TV á mọi người, đó. Còn mình thì chào không tự tin lắm, bởi vì lúc đấy mình cũng khá là ngại mọi người, mình cứ nhìn gì đó thôi. Nếu mà bạn nào mà đã coi cái tập này rồi, mấy bạn sẽ thấy là Sim ngồi kìa. Mình không có nói nhiều nữa mọi người, vì mình khá là ngại, nên nếu có bạn ý mình cứ cười cười, xong mình cứ nhìn dưới đất không mà, xong mình vuông đùi nữa. Trời ơi, vuông đùi tùm lum không mà. Trời ơi, có gì đâu mà ngại đúng không? Mày nạt Sim. Không có đâu, không, cái đó là cái nói để Sim kiểu như là rút kinh nghiệm. Ông nạt tôi mà. Không có, không có nạt đâu mà, trời ơi. Thấy quen quen ha. Cái này chơi rồi, chơi. Hôm bữa phát rồi, hôm bữa chơi với người khác. Ủa, được không? Phong Cận và Sammy, trời ơi, cái lúc mà Sammy á mà vào á là tất cả mọi người ở trong ekip là hú hồn luôn mọi người, kiểu ủa, sao con bé này quen quen nhưng mà tại sao nó lại tóc xanh vậy chứ không phải là tóc vàng vậy? Đó, đúng rồi đó. Là, kiểu giống như là ủa, lần trước nhớ bé này chơi với người khác mà bây giờ lại chơi với người khác, tại sao ta? Đấy, kiểu thế mọi người. Dạ không có. Ủa, xương nhanh vậy? Dạ không có, dạ người trước là chị gái của em ạ, dạ là Sammy Đào ạ. Dạ lần trước là chị gái của em, còn đây là em ạ. Dạ. À, mà sao giống nhau, chị em giống nhau quá vậy? Dạ là chị em sinh đôi ạ. À, lần kỳ trước là Sammy, còn đây là Simi. Dạ. Simi, chưa gì anh đã nghĩ sai người ta rồi, tình. Thấy bây giờ với trẻ nhanh quá. Tiệc mới phát tập 1 này chưa hết mùi mà đã thay người. Đó. Bởi vậy mà trúng đùi rồi. Đó, Sim ngồi cái gì mà Sim cứ. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Ôi không. Bruh. Cái ghế của Sim á. Ôi không, nó gãy. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Later. Ok bạn, bây giờ mình sẽ reaction nhưng mà mình sẽ ngồi về nha mọi người. Xin lỗi mọi người vì một số cái sơ suất khi mà mình reaction nha. Ok. Thì cơ duyên nào mình biết đến nhau và yêu nhau? Nếu mà nói về cơ duyên á thì đó. Để em nói cho, bởi vì nó cũng khá là đặc biệt, là bởi vì bọn em quen nhau ở trên mạng xã hội. Em biết bạn từ 2014. Nhưng mà em, nếu các bạn nào không biết đó là mình đã biết Simi từ 2014 rồi các bạn, tức là cũng gần 10 năm rồi đó. Nói chung là mới làm YouTube thì mình không ngờ là Kai lại biết mình như vậy. Mình nghĩ cũng đúng, bởi vì anti-fan mà, biết rõ tôi chứ. Chứ còn gì nữa, hồi xưa là tôi gọi là vô mấy cái nhóm mà trên Facebook á, lập nhóm hội anti-fan Simi á bạn. Cái đó câu chuyện có thật đó nha. Ừ. Chính thức được làm việc với bạn là 2017. Và trong lúc mà Kai làm việc với Sim, Kai thấy sao? Thì Kai thấy Sim là một người cứ là mất hình tượng. Ủa là sao? Tại vì á là trước á là cái thấy Sim dễ thương lắm, nhưng mà từ khi mà mình làm gì cái Sim là mình thấy Sim rất là mất nết rồi bạn. Mấy Sim rất là mất nết rồi bạn.
Thiệt, này là tôi nói thiệt. Tôi nói là Sim rất là mất nết nha bạn ơi. Nhưng mà tự nhiên sau này, tự nhiên tới mãi 2018 thì làm việc chung thấy gặp nhau ngoài đời thấy cũng thích thích. Làm sao vậy? Ờ, thấy cũng thích thích. Cái sau đó là mình tỏ tình, anh ơi dính luôn. Ủa? Cách trình mà bọn em làm việc. Hay Sim mất nết. The woman was too stunned to speak. Dễ nết. Nó là sự kết hợp giữa dễ thương và mất nết. Thì cũng như là trao đổi với nhau á, thì tự nhiên em bị nảy sinh tình cảm. Và em đã chính thức quen nhau từ 2018 tới giờ. Tức là đã 5 năm rồi ạ. Wow. Wow. Trời ơi, chị Lâm bị dạ tỏ ra bất ngờ. Wow. Tuổi trẻ bây giờ nhanh ha. Mỗi thế hệ có một cái hay ha. Oh, tâm đầu ý hợp. Oh, 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 oh. Nãy giờ biết bạn Sim thấy cái gì không Sim? Sim thấy cái gì không? Nhìn là nhìn kỹ cái tay ngay nè. Tức là Kai đang định gọi là nắm tay Sim nhưng mà Sim buông ra nên Kai kiểu nghĩ đâu nội, người ta đang kiểu mới vô mà. Ờ à, thì không, ý là ủa là Kai la Sim đó hả? Có đâu, có la đâu. Hả? Hồi nãy gãy cái ghế, giờ gãy cái điện thoại. Ủa trời ơi. Tại đâu? Không có la, không có la đâu, ok. Kai bớt tốt Sim hết rồi. Ráng lứa gì đâu mà tật. Cái cái coi mà Sim, cái chân của Sim cứ lắc 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 lắc. Hai đứa trai là chính xác. Bé là được cái là ngăn nắp thôi. Ngăn nắp. Gọn gàng. Rồi mình đến với câu hỏi số 1 luôn ha. Hành động nào của bạn khiến anh ấy 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Bên đây có chưa? Dạ có. Rồi trả lời đi. Dạ nếu mà em nghĩ là chắc sẽ đào. Ồn ào nói nhiều ạ. Ồn ào nói nhiều đúng. Mà cái đó là nói nhiều bất lực thôi, còn luôn chiều chỗ nào. Xin à, nói nhiều mà xong cái kiểu cái cũng chịu đựng thôi đúng không? Đó là một ví dụ á. Bombastic side eye. Luôn chiều là vẫn phải chịu đựng ạ. Vẫn phải chịu đựng thôi. Dạ. Dạ thực sự là em một người nói rất là nhiều nhưng mà bạn không, cái đó cái nói giỡn. Không, cái nó giỡn thôi. Cha em là không thích tiếng ồn, ghét ồn ào nhưng mà em được. Biết là cay mà không thích tiếng ồn mà. Đúng rồi các bạn, nếu mà bạn nào mà không biết đó là mình rất là một người rất là ghét mà, tiếng ồn nha. Cay nói to lắm mọi người. Cay có nói to đâu? Có, không, nhưng cay nói to nhưng cay gọi là không ồn ào mình nhưng mà mình ồn ào mọi người. Đôi lúc mình nói chuyện mình nữa nhưng mà cay cứ xíu nói chuyện mình rồi. Đó. Xong mình cứ kiểu ủa thích nói chuyện mình, thích yêu đời đó. Nói chung là mình hay yêu đời vậy mọi người. Nói chuyện mình á, ổng chịu nổi nhưng mà ổng cũng không thể nào cản được mình nữa các bạn. Còn gì nữa bạn, làm sao mà chúng ta cản được một người đang gọi là tự tâm với chính mình. Mà cái Sim lên chương trình này hiền nha. Hiền hả? Đúng rồi, hiền nha. Mình, mấy bạn thấy không, mình nói nhiều vậy thôi chứ còn mình lên chương trình này là mình biến thành một người kiểu lịch sự. Người lịch lãm. Trái nhìn hình cay tỏ ra đẹp trái mọi người. Còn ngoài đời cay gì ta. Cây lầy lắm mọi người, nó trên chương hình cây ạ. Không, mấy bạn biết không, tại mình biết đó là chương trình của chúng ta sẽ còn nhiều người khác xem nữa. Nên là mình phải tỏ ra nghiêm túc, không thể nào mình nói với cái giọng điệu như vậy được. Chỉ có bạn nào là kiểu theo dõi bọn mình thì mấy bạn mới biết con người thật bọn mình thôi. Bạn cha em bảo thôi. Nhưng mà cây thấy hợp lý không? Chứ còn gì nữa. Đúng rồi, đây là một khía cạnh nữa. Giờ cho nó an toàn. Nhưng cây vẫn đúng chiều Sim đúng không, hợp lý không? Thì đó, nãy giờ cây nói đó, đây là một ví dụ nè. Nhưng mà cây trả lời là khác. Tại vì Sim lúc nào cũng bắt cây dọn phòng. Đây nè, mấy bạn coi cái đoạn này nè. Đây mấy bạn coi nè. Đó, cái đáp án của tôi là dọn phòng. Mấy bạn phải biết là tại sao mình phải ghi cái đáp án này đúng không? Bởi vì là mỗi lần mà mình xuống phòng của Sim ấy là Sim kiểu Cái ơi, dọn phòng giúp Sim đi mà. Đó, nó vậy đó. Nên là trong đầu của mình suy nghĩ ra liền. Đó chính là đáp án về dọn phòng mọi người à. Làm sao mình suy nghĩ cái khác được. Đúng mà. Đúng không? Đúng. Dạ đúng. Và tiếp với câu hỏi đầu tiên này thì các bạn chưa trùng khớp cho nên là chưa có điểm. Muốn nói đều là chơi. Phần này là sai hết 3 phần luôn. Trong đây có 3 câu, sai hết 3 câu nha. Có 2 đứa ngoại hợp bao nhiêu lên chương trình như 2 người sai lại với mọi người. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 1 ha. Câu hỏi số 1. Quà nào bạn tặng khiến người yêu quá dễ luôn. Ú à. Ú quà luôn đó. Quà em hay tặng nhiều quà cho bạn gái á, để xem nào. Có cái món gì mà vừa tặng là bạn gái wow. Sim ơi, cái tặng Sim bóp rang nè. Ú quà lên đi. Này hơi dễ. Thưa lỗi à. Thiệt á, nói chung á, nếu mà biết thì mình với Kai à, yêu nhau gần 5 năm rồi. Nhưng mà mình không biết nữa nha, kiểu chắc là do mình kiểu thích những thứ dễ thương mọi người. Kiểu hồi đấy có một số hôm kỷ niệm thì Kai bảo là Sim muốn Kai tặng cái gì mà nó quý giá như vòng vàng, kim cương, cái gì tùm lum la. Kai từng hỏi mình như vậy.
Nhưng mình thật sự thì mình lại không thích. Mình kiểu nói chung là ca chỉ cần mối gì đó xem dễ thương là mình thích rồi. Nói chung là tới tận bây giờ mình vẫn thích những thứ đáng yêu, đặc biệt là gấu bông mọi người. Đó là lý do cái phòng mình toàn xin năm ấn mọi người. Ủa chứ còn gì nữa, đỡ tốn tiền. Nhiều lắm, nhưng mà cái món quà mà bạn gái em thích nhất luôn á thì em nghĩ là gấu bông. Đúng vậy. Còn gì nữa, gấu bông. Thông bông. Thái nữa bạn. Mỗi lần tặng gấu bông thì cái cảm xúc của bạn gái lúc đó như thế nào? Bạn gái sẽ kiểu tỏ ra rất là dễ thương, là kiểu cảm ơn ca nhiều nha. Mà đặc biệt đó là hầu như là những cái con gấu bông mà ở bên trong phòng của bạn đó là em tặng hết luôn. Phòng của bạn chắc cũng phải có 1, 2, 3, 3 con gấu của Sub Hero. Còn lại là nhiều lắm, cái này không có hết đâu. Cái này chỉ là một cái hình mình thôi. Mình tặng xong rồi mình tự dọn dẹp luôn đúng không? Gấu bông tùm lum đúng không? Đúng luôn. Hay, hợp lý quá trời. Hợp lý quá trời. Rồi cho đáp án. Và đáp án của chúng ta là mình tỏ ra là mình chưa biết gì nè. Wow, gấu bông. Yeah. Rồi câu hỏi số 2 ha. Câu hỏi số 2. Người yêu sẽ cho bạn ra đảo nếu bạn .. Bạn nào tôi nghe câu này tôi không hiểu gì hết trơn các bạn. Tới cây chắc sẽ là nói dối, bởi vì là trước đây em đã từng thực sự là em cũng không hay nói dối lắm đâu, và đó cũng là cái mà bạn gái em rất là ghét. Bạn gái em rất là ghét những con người gian dối, nói dối à. Và có một hôm em đi nghe nó mắc cười quá à. Nghe nó gian dối, gian dối, dối gian đi. Nói chung là thật ra câu này cũng có rất là nhiều câu có thể trả lời, nhưng mà nó cũng nhiều ý lắm mấy bạn. Tức là không, ý mình là mình có thể trả lời nhắn tin với con gái khác hoặc là giấu tin đùm đùm la, nhưng mà thì riêng mình á thì thực sự mình rất tin tưởng Kai. Đấy, bởi vì Kai không bao giờ Kai không bao giờ nhắn tin với người lạ hết trơn. Kai cũng chưa bao giờ Kai nhắn cái dài sao xin biết được. Sau 5 năm thì tôi đã gây dựng được cái niềm tin nhiều rồi. Nói chung là riêng mình rất tin tưởng Kai, nên mình nghĩ Kai sẽ không bao giờ nhắn tin với những người con gái lạ đâu, hay là gọi là thích một ai đó khác đâu. Đó, nhưng mà sao Kai cứ tỏ ra là mình rất là gian dối cho mọi người đó. Và một cái việc nữa rất là hư cấu là như này, tức là Kai không bao giờ nói dối mình hết trơn á. Đấy, mình chắc chắn. Nếu mà có nói xạo là đi chơi lum la sẽ bảo là alo Kai đâu vậy, ở nhà, giống như Kai đang đi chơi một mình mọi người. Chuyên gia đi chơi mình đúng không? Sở thích của những kẻ cô đơn. Đó, nói chung là mình chỉ ghét Kai là Kai nói xạo về đây thôi, chứ còn lại là Kai không có gì hết trơn á. Kai rất là thương mình. Nói chung là kiểu bạn bè lâu ngày không gặp lại á, thì em có đi chơi với lại một bạn. Tự nhiên vô đây mình thấy cái giọng mình nó đẹp trai quá ta. Trời ơi. Tại vì lâu ngày em không có đi chơi với bạn bè, thấy giọng mình nó đẹp quá. Và... nam hay nữ? Dạ nam. Em đi chơi với bạn nam. Và sau đó là em đi cho tới tận sáng luôn. Bạn gọi cho em hỏi là đang ở đâu. Mấy bạn biết cái người bạn đó là ai không? Còn ai ngoài anh Phong Cận nữa? Trời ơi, anh Phong Cận đó. Em bảo là đang ở nhà mà. Tại vì lúc đó bọn em còn yêu xa, cho nên là chưa có gặp gỡ nhau nhiều. Và em đã đi chơi tới sáng. Và vô tình trong cái buổi đi chơi đó thì bạn của bạn gái em đã nhìn thấy và chụp lại. Và bạn của bạn gái là ai? Là ai? Là bà ca bu với ai nữa? Trời ơi, gửi cho bạn gái em. Cho nên là em nghĩ rằng là đáp án của em đó chính là nói dối à. Nói dối làm tim đau nhói. Nói dối làm trái tim đau. Rồi Sammy cho đáp án. Ô khoan. Sammy cho đáp án. Mời Sammy. Wow. Nói dối. Dù đối với mình là Kai cũng nói dối, nhưng mà riêng mình chỉ là ghét mỗi nói dối thôi. Bởi vì mình nghĩ Kai cũng lâu lâu nói dối mình á, mình chỉ ghét cái đấy thôi, còn lại bình thường là Thật ra là em với bạn gái của em á là luôn ngồi với nhau á và kể về một cái tương lai sao vậy. Có lẽ là nó cũng hơi sến một chút xíu, nhưng mà thực sự là đó là cái mà bọn em mong muốn á. Bọn em mong muốn rằng là sau này ví dụ như là mình có kiếm được là nhiều tiền á, mình sẽ cùng nhau xây một cái ngôi nhà riêng cho chúng ta, mua xe, chúng ta sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc. Nghe nó hơi sến đúng không ạ? Không có gì đâu sến, nó thực tế mà. Dạ, nhưng mà đó là cái mà em với lại bạn gái của em luôn cố gắng hàng ngày, luôn nỗ lực hàng ngày có thể đến được cái đích đến đó. Cho nên là em nghĩ rằng là đáp án của em đó chính là xây nhà và mua xe. Mua nhà và mua xe. Mấy bạn thấy tôi chữ nằm chưa? Quá là dễ. Nói chung là trong của mình là có thêm cái du
lịch nữa. Thật sự mình với Kai có một cái lời hứa đấy là hai đứa phải đi du lịch thật nhiều. Đúng vậy, đi du lịch khắp vòng quanh thế giới luôn nha bạn. Đúng rồi. Đấy. Chúng ta sẽ có 15 giây để trả lời. Và bây giờ là câu hỏi đầu tiên. Ba món đồ mà ba món đồ nhất định không xài bạn lại. Gái 15 không giây lại. Bắt đầu. Khó quá, ta không nghĩ ra luôn á. Nói chung là cái này là phải sử dụng cái trí óc để hai đứa trả lời. Trời ơi, không biết sao mà trả lời luôn á bạn. Không biết nghĩ gì luôn á. 3, 2, 1 Hết giờ. Không biết ghi cái đúng không nữa. Chúng ta sẽ so sánh đáp án của Simi và Karen trước. Mời các bạn. Ba món đồ mà bạn gái nhất định không xài lại thì... Các bạn nhìn cái chữ của mình với lại cái chữ của Sim à. Cái chữ của mình đó, đây các bạn nhìn cái chữ mặt nạ nè. Cái dấu này của mình đó, mình còn viết sai mình đè lên nữa. Trời ơi. Nói chung là chữ của mình thì mình ghi rất là rõ ràng. Chữ xinh đẹp nha, mình nói chữ xinh đẹp nha. Đẹp đó, Sim này Sim ghi rõ ràng thôi chứ. Cái không... chữ xinh đẹp lắm không á. Còn cái chữ Karen mình còn xấu hơn bác sĩ nữa. Không có mặt nạ. Thứ hai đó là cái đoạn này là Sim nghĩ là một lỗ bông tẩy trang hay là như là bông tẩy trang với mặt nạ, nhưng mà Sim muốn ghi. Mắc cười đó, lúc đấy Sim nghĩ ra rồi nhưng mà không có ghi. Vậy là chưa tâm đầu ý hợp đâu. Không có bông tẩy trang. Rồi. Cái thứ ba đó là khăn giấy. Có khăn giấy. Có hai món không trùng khớp đó là đồ bị hỏng. Thì đúng rồi, hỏng mà xài lại chi. Hợp lý. Và đầm tiền, cái dấu hỏi đó là gì? Em cũng thắc mắc là bởi vì là... Vật Sim hoang mang. Tôi lúc có nhận cái đầm em mua về sao mặc đúng một lần xong rồi sao nó không mặc nữa. Dạ. Đầm tiền và dấu chấm hỏi. Tổng số điểm của chúng ta là 50 điểm và 55 điểm. Thua nhau có 5 điểm rồi. Cây thật sự. Thì cây các bạn ơi. Ok. Nói chung là cái này là ai may mắn thì người ta trả lời được thôi. Nói chung là hai bên đều cho hết sức rồi. Đấy. Mi và Karen, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Wow. 5 triệu đồng. Bây giờ là giây phút mà các bạn dành cho nhau những cái lời nhắn gửi riêng tư. Chứ nắm tay ha. Nắm tay. Chắc nắm tay à. Âu yếm. Triều mến. Thực sự là đây cũng là lần đầu tiên mà Kai với Sim lên một cái chương trình để có thể hiểu nhau hơn. Kai chỉ muốn nói là chúng ta đã biết nhau 10 năm rồi, làm việc với nhau rất là nhiều năm qua, yêu nhau 5 năm rồi. Kai hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng để một ngày nào đó cả hai cùng bước lên lễ đường và có thể gọi nhau bằng vợ chồng. Trời ơi, nó xinh quá! Con ơi! Nó xinh quá! Chị coi lại chị có thấy sến không? Đâu, dễ thương mà. À, nhưng mà dễ thương à. Dễ thương mà. Simi có lời nào muốn nói với thằng trai mình? Lúc này là Simi không biết nói gì. Lúc này là các bạn thấy mình nói nhưng thực ra mình đầu mình kiểu chết rồi. Giờ nói gì đó. Thôi mình nói đại là Simi rất thương Kai. Hy vọng chúng ta sẽ luôn hạnh phúc chứ đầu mình không hiểu. Tức là lúc này mình ngại lắm mọi người, không biết nói gì. Simi chỉ muốn một điều trong trái tim Simi thì Simi thực sự rất là thương Kai và... nhất định trong tương lai Sim và Kai sẽ cùng nhau cố gắng trở nên thật hạnh phúc hơn bây giờ nữa. Không, cái hát hay á, cái hát câu của Sim hay á. Trời ơi, tình yêu của thế hệ Gen Z đó anh thật. Thực ra là mấy bạn biết thâu không, cái câu đó của mình là mình phải dành cả đêm để mình suy nghĩ đó mấy bạn. Nhưng mà thật ra đó là vẫn là những cái câu thật lòng của mình đấy. Đúng rồi. Chứ còn đâu phải là mình gọi là cố cái tình. Cái đấy là mình nói trái tim mình, dù mình không biết nói gì hết trơn. Mình kiểu đại thôi, nói đại câu đi. Ok. Ok mọi người ơi, và đó chính là Karen và Simi tại chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Nói chung là đây cũng chính là lần đầu tiên mà bọn mình tham gia một cái chương trình và được lên TV luôn mọi người ơi. Cho nên là nếu mà có những sai sót gì mọi người đừng quên thông cảm cho bọn mình nha. Ok, có lẽ video của bọn mình tới đây cũng đã kết thúc. Và nếu mọi người thích video này đừng quên cho mình một nút like, share và subscribe nha. Còn bây giờ thì bye bye.